đó cái đó vậy à, dữ liệu này còn nếu mình đang đen rồi à, lúc khó ghê ta bên ca dạng đang đỏ hộp luôn nè. Nó vô cửa rồi hả? Vô ốc. Sửa lại. Nó được cách giận. Không lẽ em chưa mua mà làm gì mới có con tá cửa em vậy? Chia tiền thì anh em chia tiền bàn nhau làm gì dữ vậy? Nãy em chọn anh, chọn em rồi. Chọn em rồi. Kèo trước mà. Không được kép băng luôn. Trời ơi, xin kỳ, trời ơi, hơi luôn hả? Kiếm nhiều à? Hơi nhẹ rồi. Sao không được cô lê vô lấy vô gà quýnh lâu rồi, để cho anh Cường quýnh trước đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cô Lê cho lọt qua cũng được. Hai mạnh tay. Rồi xong luôn em yêu.